Lãnh đạo của các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương và khối các nước công nghiệp phát triển nhất G7 và Liên hiệp châu Âu tập hợp tại Bruxelles, Bỉ ngày hôm nay để thảo luận về hồ sơ Ukraine và các đe dọa từ Nga như sử dụng vũ khí hóa học và hạt nhân. Tại cuộc họp của NATO, cho dù Ukraine không phải là thành viên của khối, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky được mời phát biểu qua cầu truyền hình. Ông kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí không giới hạn và có hành động trả đũa Nga mạnh mẽ hơn. Tổng thư ký NATO ông Stoltenberg cho biết, Nga đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Ông cũng nhận định rằng việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine đồng nghĩa với việc tấn công Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23 tháng 3 yêu cầu thanh toán khí đốt của Nga bằng tiền rúp đối với những nước được gọi là không thân thiện với Nga. Moscow vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt tuân thủ các thỏa thuận về giá, cả và số lượng. Quyết định này được đưa ra sau khi Putin thảo luận với lãnh đạo cấp cao của Nga để đưa ra giải pháp cho nền kinh tế Nga đang bị suy yếu bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Đồng rúp của Nga đã mất giá, thấp hơn 20% từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Sau tuyên bố của Putin, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng thêm 30%. Ba Lan ngày hôm qua đã trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga bị tình nghi làm việc cho cơ quan tình báo Nga. Đại sứ Nga Vaksava khẳng định rằng các cáo buộc trên không có cơ sở. Trước đó, các quốc gia vùng Baltic và Bulgaria cũng có hành động trục xuất tương tự. Thủ tướng Ba Lan ngày hôm nay nhận định rằng Nga đã không còn là một nhà nước chuyên chế nữa mà đã trở thành một chế độ độc tài toàn trị, kêu gọi quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt, trả đũa hành động xâm lược của Nga và Ukraine. Quân đội Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã bắn thử tên lửa hôm 24 tháng 3, tiếp nối một loạt các vụ phóng tên lửa từ đầu năm nay. Chính quyền Tokyo sáng nay cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng đã bay ở độ cao hơn 6.000 cây số trong vòng 71 phút trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Đây được cho là một loại tên lửa xuyên lục địa mới, mạnh hơn loại tương tự mà Bắc Triều Tiên đã bắn thử vào năm 2017. Tổng thống Hàn Quốc tố cáo lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận tạm ngưng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, đe dọa an ninh của Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế. Bất chấp lệnh cấm vận, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục hiện đại hóa quân đội và thử các loại vũ khí mới. Ngay sau vụ bắn thử tên lửa của Bắc Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc thực hiện diễn tập bắn đạn thật, phóng một loạt tên lửa đạn đạo chiến lược. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, cuộc thử nghiệm khẳng định quân đội Seoul có khả năng tấn công chính xác nếu cần xác định vị trí bất kỳ tên lửa nào mà Bình Nhưỡng phóng lên.